Thưa các công dân nước Nga, các cụ cựu chiến binh thân mến, các đồng chí chiến sĩ và thủy thủ, các hạ sĩ và đốc công, các trung úy và cận vệ, các đồng chí sĩ quan, tướng lĩnh và đô đốc, tôi chúc mừng các vị trong ngày chiến thắng, một chiến thắng vĩ đại có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với vận mệnh của toàn thế giới. Tôi xin chúc mừng ngày lễ đã, đang và sẽ mãi mãi thiêng liêng đối với nước Nga, đối với nhân dân chúng ta. Ngày lễ gắn bó chúng ta thân thương với những người đã đánh bại, phá vỡ, đè bẹp chủ nghĩa, quốc xã. Chúng ta là lớp người thừa kế hợp pháp, thế hệ của những người chiến thắng, thế hệ mà chúng ta tôn vinh và tự hào. Các cụ cựu chiến binh thân mến, chúng tôi xin cúi đầu trước lòng dũng cảm và sự kiên cường của các vị, cảm ơn các vị về tấm gương bất diệt của sự đoàn kết và tình yêu Tổ quốc. Các vị đã chứng minh rằng chỉ đoàn kết toàn dân mới có thể đạt được những điều tưởng chừng như không thể. Các vị đã chiến thắng kẻ thù không đội trời chung, bảo vệ con cái, quê hương, đất nước. Các vị đã giành chiến thắng vô điều kiện trước chủ nghĩa quốc xã vào ngày 9 tháng 5 năm 1945 và tôn vinh thắng lợi này trong nhiều thế kỷ. Chúng ta sẽ nhớ rằng chính nhân dân Liên Xô đã làm nên chiến công oai hùng này trong thời điểm khó khăn nhất của chiến tranh, trong những trận đánh quyết định kết quả của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít. Nhân dân ta đã đơn độc, lẻ loi trên con đường gian khổ, anh dũng hy sinh để đi đến thắng lợi. Các bậc tiền bối đã chiến đấu đến cùng ở mọi biên cương, trong những trận chiến ác liệt nhất trên bộ, trên biển và trên không. Nhân dân các dân tộc, mọi tôn giáo đã chiến đấu vì từng đất của quê hương, giành lại các cánh đồng gần Moscow và những vách đá đèo núi Kapkazơ, rừng Vyazma và Novgorod, giải phóng vùng ven biển Baltic và Dnepr, thảo nguyên Volga và sông Đông. Sự dũng cảm của những người lính Liên Xô, lòng kiên cường của những người dân đã trở thành bất tử tại các thành phố được phong danh hiệu anh hùng như Moscow và Leningrad, Minsk và Kiev, Stalingrad và Sevastopol, Murmansk và Odessa, Kerch và Tula, Novorossiysk và Smolensk. Khối thống nhất của tiền tuyến và hậu phương đã cung cấp mọi thứ cần thiết cho mặt trận và cho chiến thắng, đã làm lại mọi việc ở nhà máy, ở Volga và Uran, ở Siberia và Viễn Đông, ở các thành phố của Kazakhstan và nước Cộng hòa vùng Trung Nga. Chúng tôi cũng nhớ đến những người đã cho nơi trú ẩn, hỗ trợ những người phải sơ tán, bị buộc phải rời khỏi nhà của họ. Hôm nay chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân toàn thể thế hệ anh hùng, công nhân lao động, tưởng nhớ những người lính ở tiền tuyến, những chiến sĩ biệt động, du kích anh dũng trong lòng địch hậu, những khổ đau của cư dân Leningrad bị bao vây và tù nhân của các trại tập trung, vô số thảm cảnh của những người dân trong các vùng lãnh thổ địa vị chiếm đóng, cho tới nay vẫn vang lên trong chúng ta nỗi đau không nguôi. Chúng tôi xin cúi đầu trước ký ức tươi sáng của tất cả những người đã bị chiến tranh cướp đi sinh mạng, trước ký ức của những người con, người cha, người mẹ, người ông, người chồng, người vợ, người anh, người chị, người đồng đội, người thân, bạn bè. Chúng tôi thương tiếc những cựu chiến binh đã không còn với chúng ta, xin để lại một khoảnh khắc để mặc niệm. Các bạn thân mến, năm nay đánh dấu kỷ niệm 80 năm ngày bắt đầu cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ngày 22 tháng 6 năm 1941 là một trong những ngày bi thảm nhất trong lịch sử của chúng ta. Giặc tấn công đất nước ta, đến đất ta để giết hại, gieo rắc chết chóc đau thương, kinh hoàng muôn vàn nỗi thống khổ. Kẻ thù không chỉ muốn lật đổ hệ thống chính trị, hệ thống Xô Viết, mà còn tiêu diệt chúng ta với tư cách là một nhà nước, với tư cách là một quốc gia, để xóa sổ với dân tộc của chúng ta khỏi mặt đất này. Chống trả lại cuộc xâm lược của quân Đức Quốc xã là một ý chí hùng mạnh, không gì cưỡng lại được, một quyết tâm đẩy lùi cuộc xâm lược, làm mọi thứ để kẻ thù bị đánh bại, để tội phạm và kẻ giết người chịu một hình phạt không thể tránh khỏi và chính đáng. Nhân dân Liên Xô đã hoàn thành lời thề thiêng liêng này, bảo vệ quê hương và giải phóng các nước châu Âu khỏi bệnh dịch hạch nâu. Nhân dân Liên Xô đã đưa ra bản án lịch sử đối với chủ nghĩa quốc xã bằng sức mạnh vũ trang trên chiến trường và bằng sức mạnh của đạo đức, lòng nhân đạo, lòng dũng cảm hy sinh của những bà mẹ chiến sĩ, lòng trung thành của những người hàng ngày trông đợi tin tức từ người thân của họ từ mặt trận. Sức mạnh của lòng nhân ái và tình yêu thương nguồn cội đã có trong tính cách của dân tộc ta từ xa xưa.
Hiện thân vĩ đại của sức mạnh ấy là chiến công của các bác sĩ và y tá đã cứu những người bị thương, phấn đấu cứu sống mỗi sinh mạng ngày tiền tuyến, trong chính trận chiến và trong các quân y viện ở tuyến đầu và ở hậu phương. Nhưng vào năm 1941, vẫn còn cả 4 năm của cuộc chiến đẫm máu nhất ở phía trước, cuộc chiến tấn công vào tương lai, vào những thế hệ trẻ, rất trẻ, và do đó vào cả những người không bao giờ được sinh ra. Chiến tranh đã mang đến biết bao thử thách, đau thương và nước mắt không thể nào quên được, và không có sự tha thứ hay biện minh nào cho những kẻ đã vạch ra những kế hoạch gây hấn. Chúng ta tự hào về thế hệ những người chiến thắng dũng cảm. Có 102 rằng chúng ta là người thừa kế của họ, và nhiệm vụ của chúng ta là lưu giữ ký ức về những người đã đè bẹp chủ nghĩa quốc xã, những người đã để lại cho chúng ta sự cảnh giác và làm mọi thứ để nỗi kinh hoàng của cuộc chiến tranh toàn cầu không xảy ra nữa. Và do đó, bất chấp mọi bất đồng trong quan hệ quốc tế, Nga luôn chủ trương tạo dựng một hệ thống an ninh bình đẳng và không thể chia cắt, một hệ thống có ý nghĩa sống còn đối với toàn thể cộng đồng thế giới. Vào tháng 12 năm ngoái, chúng ta đã đề xuất ký kết một thỏa thuận để đảm bảo an ninh. Nga kêu gọi phương Tây đối thoại trung thực, tìm kiếm các giải pháp thỏa hiệp hợp lý, có tính đến lợi ích của nhau. Tất cả rơi vào hư không. Các nước NATO không muốn nghe chúng ta, có nghĩa là trên thực tế họ có những kế hoạch hoàn toàn khác, và chúng tôi đã thấy công khai họ chuẩn bị cho một chiến dịch trừng phạt khác ở Donbass, cho một cuộc xâm lược vào các vùng đất lịch sử của chúng ta, bao gồm cả Crimea. Tại Kiev, họ đã công bố khả năng có thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Khối NATO đã bắt đầu tích cực phát triển hạ tầng quân sự tại các vùng lãnh thổ tiếp giáp với chúng ta. Như vậy, xuất hiện một mối đe dọa được tạo ra một cách có hệ thống, hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với chúng ta, và hơn thế nữa, trực tiếp ở sát biên giới nước ta. Mọi diễn biến đã chỉ ra rằng một cuộc xung đột với tân quốc xã Bandera, kẻ mà Hoa Kỳ và các đối tác cấp dưới của họ đã trông cậy là không thể tránh khỏi. Tôi nhắc lại, chúng tôi đã thấy cơ sở hạ tầng quân sự đang phát triển như thế nào. Hàng trăm cố vấn nước ngoài bắt đầu làm việc như thế nào, thường xuyên có những chuyển giao vũ khí hiện đại từ các nước NATO, mối nguy hiểm tăng lên hàng ngày. Nước Nga đã ra đòn phủ đầu trước hành động gây hấn. Đó là quyết định bắt buộc, đúng lúc và duy nhất. Quyết định của một quốc gia có chủ quyền mạnh mẽ, độc lập. Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ, đặc biệt là sau khi Liên Xô sụp đổ, bắt đầu nói về tính vượt trội của họ, qua đó xúc phạm không chỉ toàn thế giới mà còn cả các vệ tinh của họ. Nay những nước này phải giả đò rằng họ không nhận thấy bất kỳ điều gì bất thường và ngoan ngoãn nuốt trôi tất cả. Nhưng chúng ta là một đất nước khác, nước Nga có một tính cách khác. Chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu tổ quốc, không xa rời đức tin và các giá trị truyền thống, không phỉ báng phong tục của tổ tiên, luôn tôn trọng với tất cả các dân tộc và nền văn hóa. Còn ở phương Tây, những giá trị hàng nghìn năm tuổi này dường như họ đã quyết định hủy bỏ. Sự suy thoái đạo đức như vậy đã trở thành một cơ sở cho việc xuyên tạc lịch sử về chiến tranh thế giới thứ hai, kích động bài xích người Nga, ca ngợi những kẻ phản bội, chế nhạo ký ức của các nạn nhân, phỉ báng lòng dũng cảm của những người đã chịu gian truân để giành chiến thắng. Chúng tôi biết rằng các cựu binh Mỹ muốn đến dự lễ duyệt binh ở Moscow đã bị cấm thực hiện điều đó. Nhưng tôi muốn họ biết rằng chúng ta tự hào về chiến công của các bạn, sự đóng góp của các bạn vào chiến thắng chung. Chúng tôi tôn vinh tất cả những người lính của các quân đội đồng minh, của người Mỹ, người Anh, người Pháp, những người tham gia kháng chiến, những người lính và du kích quân dũng cảm của Trung Quốc, tất cả những người đã đánh bại chủ nghĩa quốc xã và chủ nghĩa quân phiệt. Kính thưa quý vị, ngày nay, dân quân của Donbass cùng các chiến sĩ của quân đội Nga đang chiến đấu trên chính mảnh đất của họ, nơi các chiến binh của Sviatoslav Vladimir Monomakh, của những người lính của Rumyantsev và Pachomkin, của Suvorov và Brusilov đã chiến đấu với kẻ thù, nơi các anh hùng của chiến tranh vệ quốc vĩ đại như Nikolai Vatuchin, Sidor Kovpak, Ludmila Pavluchenko đã chiến đấu, từng đương đầu với cái chết. Bây giờ tôi muốn hướng tới lực lượng vũ trang của chúng ta và nhân dân vùng Donbass. Các bạn đang chiến đấu vì tổ quốc, vì tương lai của đất nước, để không ai quên những bài học của chiến tranh thế giới thứ hai. Vì vậy, không có chỗ trên thế giới này cho những tên đao phủ, những kẻ hành quyết và thờ phụng Đức Quốc xã. Vào ngày này, trong dành tải, dòng chảy bất tận của trung đoàn bất tử là những người con, người cháu chắt của các anh hùng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Họ đã mang theo những bức ảnh của người thân của họ, những người lính đã ngã xuống, những người đã mãi mãi còn trẻ và cựu chiến binh đã rời xa chúng ta. Gần một thế kỷ ngăn cách chúng ta với những sự kiện
khi một con quái vật khủng khiếp của Đức Quốc xã đã trở nên trơ cháo và có được sức mạnh đi săn mồi ở trung tâm châu Âu, những khẩu hiệu về tính ưu việt của chủng tộc và quốc gia, chủ nghĩa bài Do Thái và bài Nga ngày càng trở nên vô liêm sỉ, đã có những nỗ lực gạch bỏ các thỏa thuận đã được có khi đó nhằm ngăn chặn cuộc chiến tranh thế giới. Lịch sử yêu cầu rút ra những kết luận và các bài học, nhưng thật không may, nhiều tàn dư của hệ tư tưởng Đức Quốc xã lại đang được những người theo đuổi lý thuyết điên rồ và tính vượt trội của họ cố gắng đưa vào cuộc sống. Và không chỉ là các thế lực cực đoan và các nhóm khủng bố quốc tế, ngày nay chúng ta thấy những cuộc tụ họp của những kẻ quen hình thuyết chưa bị diệt hết và những kẻ đi theo chúng có những nỗ lực viết lại lịch sử để biện minh cho những kẻ phản bội và tội phạm, những kẻ nhuốm máu của hàng trăm ngàn thường dân. Nhân dân ta đã biết quá rõ những hành vi này sẽ dẫn đến điều gì. Trong mỗi gia đình chúng ta đều thiêng liêng lưu giữ các ký ức về những người đã giành chiến thắng và chúng ta sẽ luôn tự hào về chiến công của họ. Nước Nga luôn tôn trọng luật pháp quốc tế và sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia của mình nhằm đảm bảo an ninh cho người dân chúng ta. Đảm bảo đáng tin cậy cho điều này là các lực lượng vũ trang anh dũng của Nga, những người thừa kế từ những người lính chiến thắng và tất nhiên công việc chung của chúng ta là vì sự phát triển của nước, vì hạnh phúc của các gia đình nước Nga. Các cựu chiến binh của chúng ta, cuộc đời và sự tận tâm của họ đối với Tổ quốc là một tấm gương sáng cho chúng ta. Đó là đỉnh cao mà chúng ta phải hướng tới và khẳng định ý nghĩa giá trị của chiến tranh vĩ đại trong suy nghĩ và hành động của chúng ta, trong những việc làm và những thành tích trong tương lai của chúng ta nhân danh Tổ quốc. Vinh quang cho những người chiến thắng. Площади, парадный расчет участников специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Под знаменем 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии на бронетранспортерах «Ракушка». За храбрость и мужество все военнослужащие награждены боевыми орденами и медалями. Командует расчетом капитан Артем Ермаков. Как и в годы Великой Отечественной, правнуки воинов-победителей под девизом «Никто, кроме нас» ведут бескомпромиссную борьбу по уничтожению нацизма, стоят на защите мирных граждан.